Một tràng hoa tay cho Ngọc Nhi, Ngọc Ánh và Bảo Hân. Chị Như ơi, chị Như xung phong, mời chị ạ. Như nhìn tiết mục này Như bị xúc động. Tất cả mọi người ai cũng đầy đủ hết thì bỗng nhiên xuất hiện ba cô gái này, với sự khao khát một cái tiếng nói của những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ ngoài đường. Ai cũng có ước mơ, ai cũng có quyền khao khát được sống, và tụi con đã làm được điều đó. Tụi con biểu diễn, cô cảm thấy không phải là một nghệ sĩ, một ca sĩ hay là một thí sinh đang hát trên sân khấu, mà tụi con đang hóa thân thành những nhân vật, những trẻ em cơ nhỡ đó mà hát lên tiếng nói của mình. Cô không biết sao nhưng mà cái bộ trang phục đó làm cho các con bất cần. Các con hát một cách rất là bất cần, kệ nó, sao cũng được, miễn sao mà cảm xúc của mình tới đó là được. Và thật sự là cảm ơn ban nhạc. Ban nhạc đánh tiếng trống như là tiếng nhịp tim vậy đó, thùng 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 nghe đã đời. Và thật sự em rất thích tiết mục này. Chúc mừng anh, chúc mừng. Dạ, vâng, cảm ơn, cảm ơn. Một điều mà chú bổ sung vô ý của cô Khải Như một xíu là chú thích một điều ở cái tiết mục này của tụi con á, là ba đứa ba chất giọng và cách xử lý khác nhau hoàn toàn. Cái sự không đồng đều đó nó lại rất là hay, tại vì là những cái đứa trẻ này á, chắc chắn nó không thể nào cùng một mẹ sinh ra. Nó là những cái mảnh đời mà nó ở khắp nơi, và ba con gặp lại nhau ở trong cái câu chuyện đó là gặp lại ở trong cái hoàn cảnh đó và cùng nhau hát về cái bài hát đó. Một tiết mục hát dễ chịu, mang cảm xúc và dễ mang nhiều cảm xúc. Cảm ơn tụi con. Xin được cảm ơn Thanh Duy và chị Khải Như. Xin mời Huỳnh Lập ạ. Không có gì ghê gớm hết, chỉ cần mỗi bé một cái đạo cụ thôi, một cái áo đơn sơ thôi, là mình có thể thấy được rõ ràng và chân thật nhất những gì mà các bé được thể hiện qua bài hát. Có nghĩa là tụi con mang những cái mộc mạc của tụi con lên đây, và tụi con trình diễn hết tất cả những gì mà tụi con có trong cảm xúc, thì tự nhiên những cái mộc đó đến với khán giả nó vô cùng nghệ thuật. Chẳng cần phải trình diễn thêm bất kỳ hay phô ra những cái kỹ thuật gì hết. Để làm chi? Để mình cảm giác trân quý những gì mà mình đang có, và mình thật sự muốn chia sẻ đồng cảm vô cùng sâu sắc đến những bạn kém may mắn hơn mình. Và đây là một tiết mục phải nói rằng là vừa nghệ và vừa nhân văn nữa. Chú rất thích tiết mục này. Cảm ơn chú. Xin mời cô Hòa Minzy. Cô lại phải hơi khó tính một tí đấy. Thật sự cô bị ám ảnh cao độ kinh khủng. Cô vẫn cần phải các con hát hay và đúng cao độ. Cái đoạn đầu ba con hát cái phần của mình ấy rất là hay. Nhưng mà đến cái đoạn mà cả ba con cùng hát vào với nhau ấy, thì cô cảm thấy là cái cách xử lý của ba con nó chưa được cái sự hòa quyện, nên cô nghe vẫn có một cái bạn giọng bị to quá, có bạn bị giọng bị lấn quá so với hai bạn còn lại. Đáng nghĩa ra nó sẽ đã hơn rất là nhiều, nhưng mà nó chưa được đến cái mức mà cô mong muốn. Tất cả những cái này là những cái rất quan trọng trong cái sự nghiệp và tương lai. Cô mong là các con nghe và hiểu tất cả những điều cô Hòa nói nha. Cố lên. Cảm ơn cô. Nãy giờ anh Trung và Diệu Nhi ngồi lắng nghe cũng khá là kỹ đúng không ạ? Vì ý kiến nhận xét của cả hai đội còn lại. Còn bây giờ thì sao, Diệu Nhi? Đến ngày hôm nay nghe tụi con trình diễn thì thật sự cô Diệu Nhi cũng rất là cảm xúc luôn. Nhưng mà cô Diệu Nhi phải tiếp tục tập trung để coi tụi con diễn như thế nào, hát như thế nào. Nhưng mà cô Hòa Minzy nói đúng, tụi con phải tập trung hát nhiều hơn nữa. Mặc dù là cô Diệu Nhi cũng không, trong lúc tập cô Diệu Nhi cũng không muốn là góp ý tụi con quá nhiều về cảm xúc. Chắc chắn khi mà mình đã quen hát rồi mà kêu diễn quá nhiều là sẽ gây cho mình mất tập trung lắm. Cho nên cô Diệu Nhi vẫn cứ để cho tụi con muốn rao tự nhiên như thế nào tụi con cảm thấy thoải mái là được. Cho nên ngày hôm nay tụi con đã có một cái buổi diễn rất là thành công. Chúc mừng ba con. Yêu cô nhà bên thuở
rất là dễ thương đúng không ạ? Đó là phần trình diễn của Quỳnh Nhi và Quốc Linh. Xin được cảm ơn vũ đoàn Đam Mê. Thank you dancer. Cảm ơn các bạn. Cho chú lên với tụi con luôn nha. Trời ơi, ở trên đây một đồng lúa xanh bao la bát ngát. Màu vàng mà em. À, xanh đâu? Em tưởng tượng chị ha. Trời ơi. Dạ. Trình diễn xong rồi tụi con thấy sao? Mở màn có run không? Sao? Dạ không. Dạ không. Một câu trả lời rất xúc tích. Dạ, cảm ơn con. Dạ con cũng không. Con cũng không đúng không? À, ngày hôm nay thì tụi con mở màn rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào rồi. Để xem cảm xúc của các cặp đôi huấn luyện viên như thế nào nha. Đầu tiên là mời chú Duy với cô Như trước ạ. Cô Như, nãy con mà trả lời á, con có là cô Như không tin đâu. Tại vì thật sự khi mà lên sân khấu, hai đứa con không có thể hiện gì là mình đang rung và hồi hộp cả. Các con biểu diễn giống như là mình đang, sao ta, đang trình diễn chứ không phải là đang thi nữa. Chắc con không thấy được cô Như với chú Duy múa điên loạn ở dưới này đâu. Tại vì thả hồn vào cảm xúc với bài hát, không có cảm giác mình đang ngồi coi các con thi nữa, mà nó đang ngồi coi ca nhạc. Thật sự luôn á, Linh ơi, con hát tình cảm ngọt ngào. Còn Nhi thì hôm nay con giống như là một cái, sao ta, thiếu của thiếu nữ á. Thiếu của thiếu nữ, tức là thiếu nữ mà thiếu một xíu. Đúng không? Nó cái sự chững chạc của con cả về cái giọng hát nữa. Cô cảm thấy con tiến bộ. Con thật sự tiến bộ rất nhiều. Cái này phải cảm ơn chú Trung. Tại vì đúng cái e của chú Trung rồi. Nên đúng chú rồi. Chú Trung đã làm cho các con có một tiết mục rất đẹp mắt mà êm lỗ tai. Nói chung là cô rất thích. Chúc mừng hai con. Bây giờ mình cảm ơn gia đình nhà mình trước. Cảm ơn nghe tiếp nè. 2, 3. Dạ con xin hay được hết. Ê được á, y chang con này, y chang con này, con được vậy chú thích nè. Cái này tôi chịu nha. Cái này hình như con tôi. 2, 3. Dạ con xin cảm ơn. Thôi luôn đi, thôi khỏi luôn đi, khỏi đi đó. Có tình cảm ở trong tim. Hát thôi, đừng nói, hát thôi con. Vâng vâng, tiếp tục bạn xin mời Hoàng Minh Di và Huỳnh Lập. Thấy cái màu vô gia đình bên đây ghê luôn, màu đỏ đỏ chói chói đẹp dễ sợ. Đúng là mở màn một tiết mục rất là một cái ram màu rất là tươi, rất là sặc sỡ, và nó đúng là theo kiểu là cái sự ấm áp, nhìn vào thấy rất là ấm áp về cái tình nghĩa con người của mình trong cái đất nước Việt Nam này. Cái tiết mục này nó thỏa mãn về cái phần thính giác và cái phần thị giác luôn, mãn nhãn hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà khúc cuối không biết có bị lấn cấn gì không mà sao cảm giác là nhắc nhẹ gì nhau trên đó đó. Sao tụi con? Cái phần cuối á, sao phải nhắc nhau vậy? Vừa hát xong đó con nói vô tai của Quốc Linh cái gì vậy? Con nói gì? Con nói gì? Nhi con mới nói cái gì đó. Đoạn cuối cùng luôn á. Dạ con nói Quốc Linh là bình tĩnh. Ủa mà có mà bị cái gì mà không bình tĩnh mà? Dạ khi tập hai lần lên sân khấu hát hai lần mặc Linh định hát thêm lần. À đúng rồi. Tính hát thêm lần định nữa. Hát thêm, Linh hát thêm lần nữa tại còn nhạc á. Thôi nhắc nhẹ. Thế là con chững chạc hơn rất là nhiều. Trong bóng đá còn là đội trưởng đó. Thật ra là bởi vì là đêm ngày hôm nay là một đêm thi không loại và lại là một đêm thi về quê hương đất nước nên cô Hòa cũng không muốn khó tính lắm. Mặc dù là cô chúc mừng tiết mục của các con, mặc dù có thể trong tiết mục khi mà các con hát á, Quốc Linh đôi khi vẫn bị hụt hơi nè, và hơi thở khi mà không chắc thì về vẫn những phần cuối câu thì con sẽ dễ bị mất hơi và không kéo dài được câu hát của mình đó. Bình thường là cô sẽ nhận xét kiểu như thế, nhưng mà ngày hôm nay thì chúc cô mừng cũng các đã con rồi đã có. Trời ơi, mà rõ ràng không, lúc nào em cũng cổ vũ Quốc Linh hết á, lúc nào cũng ủng hộ và nói rằng Quốc Linh là một cái ngôi sao sáng trong lòng của cô Hòa. Cảm ơn cô. Dạ, và bây giờ hãy lắng nghe gia đình mình nè, ba mẹ sẽ nói gì với tụi con thông qua tiết mục này nha. Xin mời anh Trung. Kính thưa mọi người, là hôm nay thì như Hòa thấy là Quốc Linh hát những câu cuối bị hụt hơi là đúng. Dạ, chính xác. Là tại vì cách đây 2 hôm Quốc Linh bị bệnh rất là nặng. Dạ, vẫn thấy sụt xuyên đấy ạ. Bị cảm. Rồi chính Hồ Việt Trung đã đưa Quốc Linh đi bác sĩ, đi nội soi luôn á. Là hiện giờ Quốc Linh bị rất là nặng nha. Bị viêm mũi, nước mũi chảy xuống họng, bây giờ em đang bị phù dây thanh quản. Nên là hồi nãy giờ hát gì là hay lắm rồi đó, chứ hồi hôm qua là ho rất là nhiều lên. Đó, nên là hôm nay lên đây hát như vậy là rất là mừng luôn rồi. Vâng. Nghĩa là ho nhiều lắm. Đó, nói cái ho liền thấy không? Nãy giờ em ghê á. Nãy giờ không ho. Đúng lúc dễ sợ luôn. Cái là lên ho liền. Khi mà đến với dòng này thì Hồ Bình Trung có nói với hai bé là phòng này mình không có loại, nên thì con cứ hát thoải mái, cứ diễn thoải mái, không có vấn đề gì cả. Mình có ho đi nữa hay là mình có gì đi nữa thì cũng vấn đề. Không có sao hết, mình cứ hát tiếp tục đi. Mình cứ hát thoải mái, phòng này đâu có loại đâu tụi con nha.
Nhưng mà cho dù vòng loại đi chăng nữa cũng cứ thoải mái hát thôi, không có gì mà phải căng thẳng. Hơn một tiếng, hơn một tiếng. Sao? Chú Trung lại khó tính nữa rồi. Cái gì nói cũng được á đó. Chú Trung khó tính lắm, chú Trung nói vậy qua vòng sau loại rồi các con lại căng thẳng nữa. Vòng loại không loại gì cứ lên sân khấu thoải mái, bình thường hết cho cô. Dạ, và chúc mừng tụi con đã hoàn thành xong cái tiết mục mở màn của mình rất là ngọt ngào và lãng mạn. Một lần nữa một tràng hô tay cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Thank you. Cảm ơn tụi con, mời tụi con vào trong nha. Nhẹ nhàng tia nắng mai xóa tan sương mờ, nhẹ nhàng cơn gió đưa cuốn đi lá dầu, đọng lại đây chút buồn hạt sương trắng sâu màn đêm, đọng lại đây chiếc lá vương trên thân gầy. Dòng thời gian quá nhanh khiến cho sương buồn, mà đời còn như mãi đây, nắng mai sẽ về, rồi mà đêm cũng nhường ngàn tia nắng tan vào nhau. Đêm mang đi chút yêu cho chiếc lá kia khô, sương tan đi vội vã. Lòng vì đang đến đã bao giờ sương đi mau. Trong màn đêm hương ngõ nhà, rồi nắng kia sẽ lên dần lá buồn rồi sẽ ấm khi sương lại vây quanh đây, sẽ sóc trong đêm mơ tình với em bắt đầu của những giọt sương chiếc lá cô chú phải lên với con thôi. Trời ơi, màu vàng luôn kìa. Quá trời kìa. Con ơi, con tên gì vậy? Con tên là Nguyễn Ngọc Bảo Hân, năm nay con 12 tuổi, con đến từ thành phố Đà Lạt. À, con hát cái giọng con quá khỏe, khi con bước ra cái lửa của con ra rất là sôi động. Không biết là mấy anh chị dưới có giành giật kỹ với em không dạ? Thật là may mắn khi mà chú Trung đã chọn con. Cái lợi thế của con là giọng khỏe, nhưng mà đó cũng là cái nhược điểm của con, khi mà con hát nó sẽ bị cứng, nhưng mà chú sẽ có cách và cô Nhi nữa sẽ có cách để mà làm cho con mềm mại hơn. Con có một cái sự dạn dĩ. Nhi ơi, cái đó bạn không cần ở em luôn. Tại vì bạn bước ra bạn dạn dĩ rồi. Đúng rồi đó, rất là tự tin luôn. Đúng rồi, chúc mừng con. Dạ, cảm ơn cô chú. Có một cái này có rất là nhiều, kể cả là các anh chị ca sĩ và kể cả đôi khi cả là cô nữa cũng mắc phải, đó chính là mình dùng một đoạn phiêu nhạc quá nhiều lần trong một bài hát. Con hát rất là nhiều lần, nên là cô mong con sẽ dành một đoạn hay nhất trong bài để con feel thôi. Như thế thì chắc chắn phần trình diễn của con sẽ rất là hay. Đồng ý. Chúc mừng con nha. Cảm ơn cô. Màu vàng luôn. Chúc mừng dạ, team màu vàng gia đình. Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be long, gotta do my hair, put my makeup on, it's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need, no I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you baby. Baby I don't need to have fun tonight, baby I don't
Xin chào tất cả các huấn luyện viên. Con tên là Trần Ngọc Nhớ Hân và năm nay con 11 tuổi. À. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Chú lập nghiệp ở đây. Cô cũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị ốc. Sống ở đây làm việc chị, ở đây. Chị vâng. Chị về Hải Phòng. Chị đi Hải Phòng. Hải Phòng. Chị. Nghe cái chất giọng á là con như là đúng ý của chú với là cô Ly rồi. Một cái chất giọng rất là khỏe và chú nghĩ rằng là con có thể quậy hơn như vậy nữa. Đúng không? Con hát được rock không? Dạ được. Dạ được hả? Cái năng lượng của con cực kỳ nhiều. Nhưng mà lúc mà con hát á, cái vị trí đặt âm thanh của con á, nó vẫn còn chưa có được ổn định. Nó lên xuống rất là bất thường. Vì thế mà cô chú có một chuyên gia để rèn luyện điều đó. Cô chỉ cần vô đội cô chú thôi là bảo đảm một tuần sau là hát như là hát luôn. À, không, à, hát như là thần luôn đó. Còn hát cực kỳ ghê rợn. Nhưng mà đội của chú là tất cả những thành viên đều có cái máu gọi là điên loạn. Điên loạn hết. Con ơi, con có thích thủ mặt trăng không? Dạ thích, nhưng mà con thích Doraemon hơn. Con biết Đề Khi không? Đề Khi đó giống y như chú vậy đó. Chú là Dewey đó, thấy không? Kiến thức chú vô vàng lắm con. Ui, thôi đó, nín cái, đi được rồi. Bây giờ như thế này, cô á, khi mà nghe con hát á, cái sự thoải mái của con, cái sự tự tin của con á, làm cho cô quá thích. Đúng rồi. Và nếu như có thể á, con cho cô một cái cơ hội để làm việc với con. Thứ nhất á, là con đã có được một cái tiềm năng bẩm sinh rồi. Cô muốn được gọt giũa thêm và cộng thêm những thứ mà cô chú có sẵn trong người, cộng thêm những thứ mà cô chú sẽ đầu tư cho con. Thì hy vọng con sẽ có nhiều tiết mục hay. Và cái cách hát không chỉ dừng lại đây đâu, con sẽ còn có những cái tiết mục khác nữa. Hy vọng con chọn đội của cô. Bây giờ cô về chỗ, cô đợi con nha. Đây, đây, con ta, nha. Dạ. Chú mà chú rất là thích con ở một điểm là vậy. Con bung xỏa hết mình, nhưng mà con nghe khoảng một cái giới hạn đó lại là con lại là một cô bé rất là dễ thương và tinh tế. Hồi nãy có để ý nghe ví dụ nha, quậy 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 Lập ơi Lập. Dạ con chào cô chú. Quậy 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 đây. Dạ con chào cô chú. Thích Lập, như vậy đó. Lập ơi, tới rồi. Bé nó quậy nó không có bị mà lòng thòng như em. Người ta quậy rất là chất luôn.
Còn con của em là nó bị lạc lìa lạc lội. Lạc lìa lạc lội. Lạc lìa lạc lội. Giống như ơi, là vậy lạc lìa đó. Cô chú đã nói những cái lời chân thành nhất của cô chú rồi. Nếu mà con muốn triệu hồi Doraemon ở đây cũng được luôn. Cô chú không được gì ngoài cái đội ngũ cô chú cũng trên 4.000 người con nha. Con cứ quyết định đi, không sao đâu. Cô chú đợi tin con. Bây giờ nếu như bạn thích Doraemon thì bạn về chúng mình để mình có rất là nhiều bảo bối cho bạn luôn á. Bây giờ là khi mà thật sự là khi mà con cất giọng hát ra đó, sau cái tấm màn hình đó đó, thì cô nghe một cái chất giọng mà phải nói là vững. Và đặc biệt ở con tự tin trên sân khấu mà con còn biết cách tương tác với khán giả nữa, và cả xuống đây các nhà huấn luyện viên luôn, con không có gì mà sợ hãi hết trơn á. Cái điều đó là cũng là một cái lợi thế của con. Còn một vấn đề này nữa chúng có chia sẻ với con, đó chính là màu sắc phong thủy. Trắng đen, hồng trắng nó không vô lắm con nha. Ai nói, đây cũng có trắng nè, đây cũng có trắng nè. Đèn đầu lập. Đây nè. Trời ơi, trời ơi, em quên rồi chị Ly. Nãy giờ tất cả cô chú nói cũng nhiều rồi. Bây giờ con cứ làm theo những gì mà trái tim mách bảo. Tim là gì? Tim là tâm. Tâm là chỉ có chính giữa nha con. Dạ, cảm ơn con. À, chú muốn đính chính lại một cái là trái tim nằm bên trái chứ không phải chính giữa nha con. Cái đó là về sinh học. Không có sinh học nào tim nằm ở con, giữa. Cái này là về nhân sinh học nha. Con ơi, chú không cần mấy cái này đâu. Con chỉ cần quẹo lựa là được rồi con. Bên trái là thuận ra trái. Chú biết con thuận ra trái mà. Nào, 2, 3. Một là chú Lập, hai là chú Huy. Nhào vô. Giây phút này lắm. Chị nhớ không? Hình như các bé đang có một cái phong trào gọi là ừ đúng bẹo lựa. Trời đất ơi. Mà cái cảm giác á, mà mình đứng mình chờ mình giang tay rồi mà người ta không chạy lại chỗ mình nó đau đớn. Em sốc hồng luôn á chị. Quy, Quy. Sốc hồng luôn. Quy, anh Quy. Làm thử cái nè, đứng đây em nhạo tới mơ manh nè. Từ từ để anh rút cái dao trước rồi đó. Rồi là. Đâu nè. 2, 3. Em đi toilet một cái. Đó, hai đứa nhỏ xíu vậy nè, chị em sinh đôi, dễ thương lắm, mới có mấy tháng à, mà nghĩ cũng kỳ, sinh đôi gì mà không có đứa nào giống đứa nào hết á, đứa thì tròn tròn, đứa thì ốm ốm, rồi cái tự dưng đâu mất tiêu à. Máy bay súng nổ. Mình ơi, Ngọc ơi, Linh ơi, chạy đi. Máy dì bay. Dì hai, dì hai, dì hai, bình tĩnh dì hai. Bình tĩnh con nè, con nè. Không, có gì hết. Qua đây ngồi. Máy bay. Rồi, máy bay đi rồi. Súng nổ. Rồi, súng rồi. Súng hết đạn rồi, không bắn nữa. Không có máy bay. Không, máy bay hết xăng, hết bay luôn nha. Không có súng luôn hả? Không có súng luôn, không có cái gì hết nha. Mà sao nó mất tiêu hai đứa nhỏ rồi? Hai đứa nào? Nó đâu rồi? Ở đây có một mình con nè. Nó đâu rồi? Dì hai. Hả? Có một mình con Lập nè. Lập y tá nè, nhớ không? Lập y tá. Dì hai nhớ rồi. Dạ. Dì hai nhớ rồi. Thiệt tội nghiệp hết sức à. Lúc tỉnh lúc mê. Mười mấy năm trời rồi. Không biết làm sao để cho dì hai nguôi ngoai nữa. Dì hai. Hả? Con hỏi dì hai nha.
Dì hai biết bữa nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày giỗ của ba sắp nhỏ. Dì hai nói nghe nè, dọn dẹp bàn thờ xong hết rồi, có mầm trái cây nữa. Trời ơi, giỏi dữ vậy ta. Giỏi chứ sao không giỏi, dì hai giỏi mà. Từ nãy giờ con trong nhà cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi đó. Thôi giờ nè, dì hai đã dọn dẹp xong hết. Thì bây giờ dì hai ngồi đây chơi đi nha. Cứ ngồi yên ở đây nha. Con đi lên trạm xá, con đi thăm bệnh chút xíu rồi có gì con về nha. Đi lẹ lẹ nha, về nha con. Coi chừng máy bay đó, chừng súng nổ đó. Rồi, rồi con coi chừng mà. Mà con dặn dì hai nè, nếu như mà trời có nắng quá thì vô nhà ngồi, đừng có đi lung tung, người ta bắt lên trạm xá đó. Không, không, dì không có đi đâu hết á. Dạ. Dì ngồi ở đây nè, đi lẹ lẹ dạ, về dạ. với dì nha. Dạ rồi, dạ rồi. Nha, đi lẹ lẹ, coi chừng nha. Coi chừng, coi dạ chừng rồi, dạ rồi, coi chừng mà, dạ. Ừ, dì ở đây, ở đây, ở đây vui mà. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ, nằm ở cành dài là nằm ở cành dài, mẹ nhớ thương con. Bố ơi, hai chị em con vừa mới đi học về, sao bố dẫn tụi con đi đâu vậy bố? À, bố đi tìm bạn. Mà cũng không phải nữa, bố đi tìm mẹ cho hai con. Ơ à, dạ. Mẹ con ở ngoài Bắc chứ đâu mà bố tìm à? Khi không bố lại đưa hai chị em con vào đây, con cũng không biết bố đưa chị em con vào đây làm gì nữa. Rồi con sẽ hiểu, đợi bố xíu nha. Dạ thưa bà chị, à, cho tôi hỏi thăm chị hai. Cái ông này ở đâu vậy? Em là chị hai, Sáu Quốc nè chị hai. Chị hai không nhớ em. Ông ở đâu vô đây vậy nè? Hai con, người này là mẹ, mẹ của hai con đó. Ủa bố nói gì mà kỳ vậy bố? Người này chính là mẹ ruột của con. Thôi đi ông ơi, cái ông này ở đâu tự nhiên vô đây rồi ăn nói lung tung hết trơn. Chị hai, chị mười mấy năm rồi, từ ngày hòa bình lập lại, em về căn cứ cũ tìm chị hai mà không có gặp. Rồi em hỏi hết đồng đội, người ta chỉ ở đâu em đi tìm ở đó. Em nhớ hôm nay là đám giỗ, là ngày anh hai hy sinh. Có lẽ vong hồn. Máy bay tới, súng nổ. Trốn đi con, trốn. Chị hai, chị hai, chị sao vậy chị hai? Máy bay tới, chị hai. Chú, để cho con. Chị hai, bình tĩnh, chị hai, bình tĩnh. Qua đây rồi, dạ, biết rồi. Xuống hết bắn rồi. Nó sợ quá, nó nghỉ bắn rồi nha, đừng sợ nha, chị hai, ngồi xuống nè, bình tĩnh, không có gì hết, nha. Bố, con không hiểu gì hết, mình đi về đi bố. Đúng rồi bố ơi, con sợ lắm, mình đi về đi bố. Các con không được đi đâu cả, hai con phải ở đây, bởi nơi này mới chính là quê hương của hai con. Ngày trước chiến tranh đã rất khốc liệt xảy ra trên mảnh đất này. Mình ơi, mình ơi, mình ở đâu mà con khóc quá trời vậy? Mình ơi, con khóc, mẹ vô đây. Mẹ vô đây. Mẹ buồn xa vắng, nhìn cha thương cha chi lớn không thành.
lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai. Gió đưa man mác gợi những âu sầu, đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng đợi đây. Gió lạnh lùng mang nỗi nhớ, mẹ già chờ con ngồi đếm lá rơi, đếm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hương sương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ che cho quê hương. Và sao bài ca của tình yêu đôi lứa, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư, và sao không là băng là gió lạnh lửa đêm đông, và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung, sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc, sao không là mặt trời gieo hạt đang vô tư. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ che cho quê hương. Là Ngọc Dầu và Văn Minh, và cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Cảm ơn các bạn.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét Huỳnh Lập với lại ca sĩ Cẩm Ly, xin mời ạ. Văn Minh, chú lúc nào thấy con thực sự giống như là một người đàn ông nó trưởng thành vậy? Nhìn con phong độ, nhìn con lịch lãm vô cùng. Mặc dù là con mặc bộ đồ gì đi chăng nữa, con bước lên sân khấu lúc nào chú nhìn con rất là chững chạc luôn. Chững chạc hơn cả chú Huy nữa. Thiệt. Ủa, cái này nói thiệt nha Lập ơi, sao em gây chiến vậy Lập? Rõ ràng, bây giờ lên trển đứng chung coi ai lịch lãm hơn. Sao, nói đúng tiếp, không? Tiếp đi Lập ơi, dạ tiếp đi. Đó là lời khen chú dành cho con. Còn Ngọc giàu, còn con thùy mị nết nết na hơn cả cô. Cô mèo nha con nha. Thì dạ. Em như vậy là ngồi luôn đi đúng mèo không, ơi. Đúng không? Nó rõ ràng. Đúng rồi. Quá, nói người đúng ta rồi, im đi. Thể hiện một bài hát. Nó có một phần trang nghiêm nhưng mà nó có một phần ngây thơ, nhưng mà nó cũng vẫn thể hiện cái sự hùng hồn. Nhưng mà ngày hôm nay chú để ý là chất giọng của Văn Minh á, nó không còn khàn quá nhiều nữa. Có nghĩa rằng là con xử lý cái giọng con nó trong lại để nó phù hợp với lại cái bài hát này. Bây giờ bài hát này nó đề cập về bồ câu trắng, mà bồ câu mà khàn quá cũng kỳ, đúng không con? Cho nên là phải nhẹ nhàng, bay bổng. Và chú đã cảm nhận được điều đó. Con đã có một sự thay đổi, chứ con không bị một màu. Chú rất mừng. Và cái sự kết hợp của hai con ngày hôm nay, chú cảm thấy là nếu như chú mà đội của chú mà có hai con là chú tự hào vô cùng luôn. Ha, ha đội bên Hỏa Tiễn ha. Thôi dạ, xong được bà Lập. Chúc mừng hai con rất nhiều đã hoàn thành cảm một phần Lập này. Cảm ơn một con. Phần nhận xét vô cùng tinh tế của Lập. Lập ơi, Lập. Dạ. Lần đầu tiên anh thấy một mũi tên mà bắn chết hai con nhạn đó em. Dạ. Tuyệt vời, cảm ơn em. Dạ. Khang nói đến hai người thì vẫn phải dùng từ nhạn để diễn tả. Sao không sao không sao không sao. Tụi mình là hai con quả. Không có quả cái gì. Ủa? Ở trên bồ câu ở đây là diều hâu, hiểu không? Thật ra mình... em định phản kháng rồi đó, nhưng mà bé nói đúng quá nên thôi. Thay mặt cho tập đoàn diều hâu quả đen, cô xin gửi đến các con lời chào thân thương và trân trọng nhất. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đầu thư thì cho tập đoàn Diều Hâu này được chúc mừng tụi con hai với bồ câu xinh xắn và dễ thương ơi. Cái gì? Cô nghĩ tiết mục này tốn tiền nhất của nhà sản xuất. Tại sao vậy? Tại vì cái tiết mục này nó tốn khói lửa nè. Không có lửa chỉ hàng khói. Hàng ngàn thôi. Con chim bồ câu bay bay bay. Một cảnh tượng rất là tuyệt vời, giống như là một cái quảng trường. Mỗi lần hai con xuất hiện trên sân khấu á, là lúc nào cũng đưa cho cô chú và tất cả quý vị khán giả đến một không gian khác. Thật sự như vậy. Những sự bất ngờ đầy thú vị. Cô cảm thấy như là một cái món quà nhập. Mình ở một cái gì? Cô cảm thấy như là một cái món quà nhập. Con cúp. Cúp con mà đi vòng vòng vậy nè, cũng gì đó. Thì đó, bỏ trong cái hộp mà cứ là tăng một cái. Rất là đẹp con à. Dễ thương lắm. Tập đoàn Diều Hâu đến đây là kết thúc. Cảm ơn. Bây giờ thì xin mời chị Cẩm Ly chia sẻ. Bao nhiêu ý tứ cảm xúc chị gặp Diều Hâu nó làm gì bay hết trơn, không còn cái gì. Chị hoảng loạn luôn á, thật sự. Khi mà cô nghe hai đứa con hát bài này, cô chỉ có một cái cảm giác rất là lớn, đó là cảm giác như lòng mình nó cởi mở ra, nó phơi phới mà cái tình yêu quê hương đất nước nó rộng lớn và nó đẹp vô cùng luôn á. Đó là cái cảm giác cô nhận được qua các bài hát này khi hai đứa con thể hiện. Chúc mừng tiết mục của hai con. Cảm ơn. Dạ, cho em xin nói thêm ý nữa. Văn Minh, lúc mà con mới vừa cất cái giọng hát đầu tiên, con bước xuống con dắp cái cầu thang. Và sao không là gió, là gió, là mây để thấy trời bao la. Sợ quá trời. Hết hồn. Chú với lại cô Ly ngồi hết hồn. Sợ là con bị mất đi cái tâm lý và cái phong độ, mà ai về đâu cái giọng hát không, con vẫn mượt như thường. Anh này anh bản lĩnh lắm. Không rất sao? Bản lĩnh luôn. Chứ gặp chú là nó khác rồi nha. Chuẩn bị nè. Bị hụt chân á, hụt chân á. Hụt chân nha, hụt chân. Camera set, ánh sáng set, âm thanh set. Diễn viên, chuẩn bị. 3, 2, 1, yeah. Diễn. Action. Và sớm không lại. Ây trời đất ơi. Hết hồn hết chứ à. Cha mẹ. Chắc chưa lắm. Và sớm đã hát tiếp không là do nó là như vậy. Còn nếu mà chú Huy thì chú Bi lúc mà dắp đĩa đó làm sao, chú Huy làm rồi thử nè, cho mọi người nha. Xem coi. Chuẩn bị. Và camera. 3, 2, 1. Diễn. Và sao không là do. Trời ơi. Lố hồn. Đây là đâu? Đây là tôi là ai vậy? Tôi là ai? Anh Huy, anh Huy, từ từ. Đây nè, não anh đây nè, gắn vô. Liền. Là do.
về đi, về đi, tới gia đình người ta rồi. Cảm ơn. Em xin lỗi mọi người, xin lỗi thầy không, nhưng Hưng mà Lập... với lại xin lỗi cô Út. Hưng bị cuốn bởi các huấn luyện viên. Cái gia đình sao hỏa kia là Diều Hâu anh, Diều Hâu. Dạ, là thêm cậu bé thông minh Huỳnh Lập dễ sợ quá. Các huấn luyện viên đã tung hứng và đã làm nên những cái điều mà Hưng cảm thấy, ngồi đây Hưng thấy Hưng rất thích, rất sung sướng và ngưỡng mộ. Anh Hưng chưa biết cái câu khẩu hiệu của đội này đâu. Nè, như anh Hưng thành tâm muốn biết thì chúng em đây thành thật trả lời cho anh Hưng biết. Để đoạt được sự khả ái và hề hiếu như tụi em, để trở thành ngôi sao lấp la lấp lánh trên bầu trời cao, và tụi em đại diện cho những chính nghĩa phi lý. Phi lý hùng. Thôi nghĩ anh còn như tụi em chính nghĩa phi lý cái gì. Bây giờ xin mời phần nhận xét của cô giáo. Vâng. Sao cô yêu cái tập này quá trời luôn. Cô thực sự phải cảm ơn chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí, vì có một tập mà chúng ta được nghe lại những bài hát bất hủ, những bài hát đi cùng năm tháng. Tập mà có những bài hát về cách mạng, cô nghĩ đó là một điều rất là cần thiết, nhất là đối với các bé nhỏ. Khi mà các con cất lên giọng hát của mình trong bài hát này, cô đã cảm nhận được các con yêu quê hương, yêu đất nước của mình như thế nào, và các con là những đứa trẻ có tâm hồn đẹp ra sao. Cô nghĩ điều đó cực kỳ quan trọng. Chưa biết chúng ta sau này lớn lên làm công việc gì, có thể trở thành một người thành công và nổi tiếng hay không, nhưng chỉ cần chúng ta là một người tốt, sống có ích, biết chia sẻ, biết yêu thương và biết rung động trước cái đẹp, thì cô nghĩ đó là điều thành công của những bậc làm cha làm mẹ và của cả những thầy cô giáo nữa. Thật sự cảm ơn chương trình vì tập này. Trời em thơ vương an và vui bước sang hôm đến trường.
chúc mừng Tuấn Tú và Quỳnh Anh. Cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên cho ca khúc này. Đây là hai chiến binh của đội huấn luyện viên Khải Như và Ngô Kiến Huy. Xin mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nghệ sĩ Ốc Thanh Vân. Rồi, chào hai con. Chào chú. Tuấn Tú, giọng hát rất là cao, khuôn mặt rất là anh Tú luôn á. Đúng, Tuấn Tú thiệt, cái mặt dễ thương. Rồi Quỳnh Anh, con cũng cái nét đẹp rất là dịu dàng. Nói chung là nhìn hai con rất là đáng yêu. Một tiết mục được dàn dựng công phu, hình ảnh rất là hoành tráng. Và những cái hình ảnh mà tụi con đang mặc những chiếc áo ở trên người đó, nó rất là hiện đại và gần gũi với mọi người, với thanh niên ngày nay. Chỉ có cái chỗ này chú góp ý chỉ cho tụi con nè, là khi tụi con chưa hát hết câu hát á, đừng có vội vã quay lưng đi vào trong như vậy nha. Nha, đầu tiên và cuối cùng rất quan trọng luôn, kể cả giọng hát cũng như cái sự thần thái và sự xuất hiện của mình, phải hát hết câu rồi tụi con hẳn quay vô. Và chú chỉ muốn nói rằng là tụi con rất đáng yêu và đó, nha, rất có tài luôn. Một lần nữa chú gửi lời chúc mừng và lời khen đến các con và cả hai cô chú đội Dừa Hâu. Cảm ơn chú. Chúng ta sẽ cùng đến với gia đình ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Huỳnh Lập. Sao không hiểu sao mà cứ càng ngày cái càng cưng cái anh này quá, chịu không được à. Từ cái bài Chị Tôi đó mấy giờ là càng ngày thấy cái cưng ảnh quá à, muốn cắn anh với sợ luôn á. Rồi. Ừ. Trốn đi nghe, bữa nào cô canh canh lên cô cắn bữa nào không hay đó nha. Yeah. Sao giờ không cắn luôn. Cái mặt anh thấy để bữa khác nè. Hả? Con lại con đến cho cô ôm cái con cô cưng quá nè. Giờ ôm hay là cắn? Bây giờ cắn hay là giờ cho... cô muốn làm gì cũng làm. Cắn hay là chạy không, lại nói nghe. Đó thì nói cho em bé nó yên tâm, xuống cho cắn cái con ơi, xuống cho cắn cái con ơi. Giờ cắn hay là hôn, nói nghe coi. Con muốn cắn hay muốn hôn? Ôm ạ. Ôm hả? Cắn là đừng có xin. Thấy thấy thường quá. Sao không hiểu sao từ cái bài Chị Tôi tới giờ cái tôi thấy ghét mà tôi địa ngoài à. Con lại đến luôn cho chú Lập ôm cái luôn nè, dễ thương quá nè. Chắc cao hơn chú Lập quá à. Đứng trên đi cho nó lành. Ôi trời ơi, chú Lập cao ghê. Trời cao chứ bộ em rồi đó, phải cao hơn đó chứ chị. Thấy cưng quá. Nó chứ cao hơn chứ sao thấp hơn. Cao hơn chứ, trời ơi. Tuy rằng con không, con nhỏ tuổi hơn phải không? À, người ta sẽ nói là con sẽ không có được cái chững chạc và có cái điêu luyện như là chị Quỳnh Anh, nhưng mà cô lại yêu cái mộc mạc, cái hồn nhiên ở con đó khi con hát á. Với lại tại vì trong con nó đã có sẵn cái chất giọng của con, nó có sẵn cái tình cảm trong đó rồi, cho nên lúc mà con hát á nó ngây ngô lắm mà thấy thương lắm, dễ thương lắm, cho nên là càng ngày cô lại càng thấy cưng con rất là nhiều. Còn Quỳnh Anh thì mỗi một ngày cô thấy con tiến bộ trong giọng hát, cô không nói nhưng mà càng ngày thấy càng rất là xinh. Rất là xinh, rất là dễ thương. Bây giờ xin mời gia đình Huy Như nhận xét, đã đứng sẵn từ nãy giờ rồi. Cũng hơi mỏi nhưng mà tụi em quá ư là nóng lòng luôn. Tại vì tụi em hãnh diện quá, tụi em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được các cô chú ở đây dành những cái lời khen tặng, cũng như là cái tất cả những cái góp ý rất là hay cho tụi con, để tụi con có thể tiếp theo, đi tiếp con đường của tụi con đã chọn, và cũng như là hành trình cuối cùng chúng ta sẽ đến. Đây là một cái ca khúc mà Huy và Khả Như muốn truyền tải cho các con, đó chính là cái nhìn của tụi con về bài hát này theo cách riêng của tụi con, và làm sao đó khán giả cảm thấy mình nghe xong mình cảm thấy mình rất là dễ chịu, mình cảm thấy mình rất là muốn nghe nữa. Và ngày hôm nay thì tụi con đã làm rất là tốt điều này, và cô chú chúc mừng tụi con. Từng đi qua sông kêu lâm giang, kêu lâm giang sông chào nó xoay, kêu lâm giang sông chào nó xoay. Ai đã từng nghe tiếng tiểu đoàn, tiếng tiểu đoàn mà chăm nghe bay. Với số quân tiểu đoàn năm ấy, cả tiểu đoàn thế giới xa vàng, người chiến sĩ được gì máu rơi. Với số quân tiểu đoàn năm ấy, nguyện một lòng tin dù nam giang đã chiến đấu bao năm dòng chiến đấu với bao thành tích huy hoàng. Chân tháp mười, chân mộc hoa vàng, tinh đồn bay chân là vàng. Lấy gầm vùng với cánh tay sắt, đầu giặc tung, nổ xuống đầu quân giặc vỡ tan. Lẹ bay, tiểu đoàn lẹ bay, toàn quân lẹ bay, kể từ ngày ấy đánh đổ được đây vai hùng biển mây. Tiểu đoàn lẹ bay, vai sáng sắt càng vàng, tiến lên làm son trong nam.
Đông Giang sông chảo nơi xoay. Ai đã từng nghe tiếng tiêu đoàn, tiếng tiêu đoàn 300 lời bơi. Quay xuất quân tiêu đoàn năm ấy, cả tiêu đoàn thế giới sao vàng. Người chiến sĩ tiếng gì máu rơi. Quay xuất quân tiêu đoàn năm ấy, nguyện một lòng gìn giữ non sông. Đã chiến đấu bao năm rồi, chiến đấu với bao thành tích huy hoàng. Trần tháp mười, trần mộng hoa vàng, tiếng đồn với trần là vàng. Lưỡi gồng cùng với cánh tay sắt, đầu giặc rung, nâu xung đồng đường giặc vỡ tan. Lễ bay, tiêu đoàn lễ bay, quân lễ bay kể từ ngày ấy đánh đầu được đây oai hùng biển mây. Tiêu đoàn lễ bay với ra sắt cam vàng tiến lên làm son trăm nào. Tiếng tiêu đoàn bao nhiêu quân pháp từng giây giờ hai và lòng dân kia ba trăm lễ bay. Lễ bay tiêu đoàn lễ bay. Thưa quý vị, đó chính là Châu Linh Công Danh. Chúc mừng các bạn, cảm ơn vũ đoàn ABC Thiên Thần, cảm ơn các con. Anh chiến sĩ giải phóng quân, cô mặc áo bà ba dễ thương quá. Hồi nãy tụi con hát cái bài này, chú liếc nhìn chú Đàm Vĩnh Hưng là tại vì đây là ca khúc mà chú Đàm Vĩnh Hưng từng thể hiện rất là nhiều lần. Chú Hưng thấy như thế nào về cái cặp đôi chiến sĩ giải phóng quân với lại cô gái khăn rằn của chúng ta nè? Chú muốn hỏi rằng là với tiết mục hay vậy đó, chú muốn thưởng dắt tụi con đi ăn, tụi con muốn ăn gì? Ăn gì đây? Ăn gì đây? À, đó là một cái tiết mục chú đã từng xem rất là hot của tụi con. Cái tinh thần vẫn y xì như vậy luôn. Máu lửa. Theo chú, cặp này một trong ba cặp cuối cùng của Tuyệt Đỉnh Song Ca nhí năm nay đấy. Chú Hưng đã dự đoán luôn rồi. Con cảm ơn chú. Con cảm ơn chú ạ. Úi dồi ôi. Hai đứa này nó hợp với nhau dễ sợ luôn, từ ngoại hình tới giọng hát. Nhưng mà tụi con đem làm không khí rần 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 và nó máu lửa kinh khủng luôn. Nếu như bình chọn và chấm điểm cho tổng thể đêm nay thì chú nghĩ chú phải công tâm mà trao huy chương vàng cho tiết mục này thôi. Đó. Cảm ơn chú ạ. Mà hôm nay chú Hưng nghĩ như thế nào nếu các huấn luyện viên sẽ là tiểu đoàn 307 đến từ nhiều vùng miền khác nhau? Đây xin cử đó. Vậy đi em. Dạ. em làm đội trưởng cho em. Lên đây Huy, em hộ giá chị Ly rồi. Ngày xưa em cũng nằm trong đoàn đội của trường mà em làm cái gì mà tới cái nghi thức đội mà em trốn vậy? Em đánh trống. Đội trống rồi nha. Dậm chân. Dậm. 1 2 1 2 1 2. 1 2. Sai chân rồi. 1 2 1 2 1 2. Đi đều bước. 1 2 1 2 1 2. 1 2 1 2 1 2. 1 2 1 2 1 2. Đứng lại đứng. Chưa vô hàng nội ơi. Tao đứng nghe ngược vậy. Chưa vô hàng nữa, bác đứng rồi. Ê Huy, hồi xưa em bị rớt đi thức đội không? Em vô không đúng hàng mà không đúng nhịp luôn. Em rớt có tiện cho đội trống đó. Huy ơi, em có vấn đề gì trong việc điều khiển cả tay và chân cùng lúc hả? Không phải. Tại vì á, Huy là nó phải đi vậy nè chị. Không, bị đồng tay đồng chân á. Ví dụ tao đi vậy không? Vậy anh đi vậy. Bây giờ nè, em ra anh đi riêng một mình cho mọi người xem thôi. Em đừng có đi chung đoàn. Em đi một mình riêng thôi. Tất cả mọi người hãy nhìn vào và phân tích động tác nha. Em đi rất là bình thường. Em không hề nào đi cùng tay cùng chân được. Cái đó một điều rất là khó. Hay không? Sao nó đi được vậy hay vậy trời? Sao đi được hay vậy trời? Sao nó đi được vậy hay vậy trời? Sao đi được hay vậy trời? Em thi kiểu này hay lắm luôn á. Anh không bắt được cái kiểu đi của em luôn. Thật sự là cô chú cũng rất là nể tụi con. Thứ nhất là như là quý vị biết là khi mà mình đi cái này, nãy giờ Huy đi thử rất là mệt. Khi mà đưa vậy nè, mình rất là mệt. Bởi vì cái cọc hơi mình giữ không có đều nữa. Mà con lại hát rất là tốt. Con không bị hụt hơi những đoạn đó. Ví dụ như chú hát một bài đi. Ai từng đi qua sông cướp. Nó bị mệt. Và con có một cái khả năng đó chính là con giữ cọc hơi rất là tốt. Cảm ơn Huy, em rất là nỗ lực. Cảm ơn em. Sau cái chương trình này, khi nào có nghi thức đội anh mời em tham gia nha. Đó. Rồi Lập, em có nhận xét gì mà? Trời ơi, hai đứa nhỏ này là coi như là không biết diễn tả như thế nào, cảm giác vui sướng lắm. Là bởi vì khi mà làm việc với hai bé rất là nhanh và cực kỳ thông minh.
nói một cái là tiếp thu và hiểu liền. Và cái điều mà chú rất là nể tụi con là tụi con có nhảy hay là tụi con có làm gì đi chăng nữa, vô cùng mất sức, nhưng mà khi mà đứng lại hát là tụi con cứ đứng im như bình thường, giống như là hoàn toàn nãy giờ không hát gì hết. Con vừa hành quân, tụi con vừa hát và lên cái câu mà gặp chú mà chú mệt nghe. Rất là khỏe, rất là giỏi, cực kỳ thông minh, chú rất tự hào. Cảm ơn hai con và chúc mừng hai con đã hoàn thành rất xuất sắc phần thi ngày hôm nay. Cảm ơn Lập. Các con hát từ cái trái tim của mình. Các con còn rất nhỏ nhưng mà các con cảm nhận được cái sức nặng của bài hát và truyền cho mọi người thấy cái tinh thần đó nó trọn vẹn từ đầu đến cuối luôn. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và cả pháo hoa nữa làm cho Vân cảm thấy tim của mình nó nghẹn lại. Nè, bộ mọi người không có những cảm giác như vậy hả? Mọi người không thấy xúc động hả? Ủa sao vậy? Cô giáo nói chuyện đi. Chị ơi, khi mà tụi em cảm thấy bị cuốn theo câu chuyện là tụi em sẽ gom lại với nhau một cục để gắn lại nghe. Rất là bất ngờ về chị Vân. Bởi vì những tập trước á, chị Vân thường chia sẻ những điều mà mọi người đều biết rồi. Nhưng mà ngày hôm nay, chị Ốc đã trở thành như là từ một bé ốc bu mà trở thành một món ốc hấp xả vô cùng đặc sắc. Không, ốc hấp xả nó vẫn còn 30.000 phần anh. Ốc len nhồi thịt. Ốc len mà nhồi thịt. Cô không thể nói với các em nữa. Trời ơi, Quy ơi Quy, chị đi kiếm món đó dằn liền, ốc len nó nhắn xíu mà nhồi thịt. Coi như là những cái cảm xúc đó chỉ có một mình tôi có đi, vậy đi. Ủa, chị xúc động, tụi tôi cũng xúc động mà chị sao vậy? Không, mà rõ ràng là từ nãy tới giờ mình không có gì phản bác lại ý kiến của chị luôn á. Nhưng mà say qua bà thấy tụi tôi ngồi chung cái vậy à? Một vật thể lạ. Anh nói nghe nè, tụi em á nên vui đi. Nãy giờ anh thấy là cô giáo nói những cái lời nó khá là nhẹ nhàng đó, chứ còn mất công là giận luôn xíu là kêu tụi em ốc này ốc kia nữa đó nha. Đây em trả chị. Đó, thấy chưa? Rồi chị có mỗi chân không nè? Rồi chị uống cái gì? Như lấy giùm chị miếng nước với lại bánh trái. Lấy nhang không? Lấy nhang không? Về chốt. Quá trời quá đất rồi. Lần sau Khang nghĩ là Vân đừng đóng vai trò cô giáo nữa, tại cái lớp học này nó không có bình thường. Dạ thôi bây giờ mời cô Ly nhận xét đi. Cô Ly bình ổn tình hình đi. Dạ. Mà hôm nay làm tẩu quả nhập ma, giờ không có nhận xét gì nữa. Vậy nãy giờ vui quá rồi. Nói chung là hay. Và chú Hân đã tặng cho tụi con một cái gọi là cái huy chương trong phần thi đêm hôm nay, thì là đó là một điều hạnh phúc, là vui rồi. Chúc mừng hai con rất là nhiều. Cảm ơn cô ạ. Dạ bác con, báo đấy anh ơi. Kịp hay nghe chị con. Xin các bà con cô bác ổn định chỗ ngồi. Rất hân hạnh khi các anh chị, các cô bác có mặt trong buổi tối hôm nay trong buổi đại nhạc hội của chúng tôi. Chúng tôi là đoàn Mây Mưa. Dạ, âm nhạc cho nhỏ lại chút xíu giùm em. Dạ. Xin lỗi. Trời ơi, mình giới thiệu cái gì vậy? Tôi quên. Trời ơi, cái tên tại gì mà tên? Tại vì ngày xưa đó, cái tên đoàn của chúng tôi là Mây Bốn Phương Mưa Tám Hướng. Mà từ khi mà đặt cái tên đó hả, đi đâu cũng ế hết. Dạ đúng rồi, mưa suốt bán vé không có được. Rồi sau đó đặt tên Mây Mưa. Trời, nghĩ sao mà đặt tên y như là khu nghỉ dưỡng khách sạn. Tôi là Vũ, chuyên môn hát tân cổ. Dạ. Còn bà xã của tôi là... Dân, dạ tôi là nghệ sĩ múa lửa. Dạ. Bởi vậy cho nên á, sau đó là tụi tôi quyết định không có đặt tên dài dòng nữa, ngắn gọn tên hai đứa mình thôi ha. Và giới thiệu với bà con cô bác, gánh hát của chúng tôi là gánh hát Dân Vũ. Chúng tôi đã đi khắp năm châu bốn bể và chúng tôi mời về hai thần đồng âm nhạc vừa đẹp trai vừa trẻ. Xin hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho hai thần đồng âm nhạc Tấn Bảo, Nhật Duy. Yeah.
đường về cánh thâu. Bên sông người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mù, có hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai còn đêm yêu thương dắt lên buồn phàn loạn thơ. Hình bóng cũ bạn thân ơi còn đâu ngày xưa đã hết rồi. Người ơi trốn xa xôi chàng trai còn đêm yêu thương dắt lên muôn vàn oán hờn, nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Trời ơi là trời, trời ơi. Ông bà chị em thấy sao ạ? Mấy đứa con tôi sao? Dạ thưa quý cô bác, thưa quý khán giả, đó là tiết mục của Gánh Hát Dân Vũ. Và dạ, cảm ơn guitar Vũ Duy, Nam Thần Trong Lấp, Hiếu Trung, Tấn Bảo, Nhật Duy và chồng của tôi Dương Triệu Vũ. Xin cảm ơn. Cảm ơn bà thơ. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ủa mà cái suất này mình diễn có một suất duy nhất đấy hả? Một suất duy nhất, chỉ một đêm duy nhất. Chỉ một đêm duy nhất. Dạ. Thưa quý vị, một lần nữa thì Nguyên Khang xin được giới thiệu lại phần thể hiện của Tấn Bảo, Nhật Duy và đặc biệt là Hiếu Trung chơi cây mồm trống lắc đúng không con? Cái này chơi khó không con? Dạ cũng khó. Không khó đúng không? Dạ. Tức là ví dụ như con chỉ qua một cái thì là chú Huỳnh Lập với lại chú Ngô Kiến Huy có thể chơi được đúng không con? Dạ, dạ, chúng đây nữa. Được. À dạ hả? Vậy bây giờ thì trước khi đến phần nhận xét thì chú muốn mượn cái trống của con để cho hai chú kia đánh thử coi giống như nhỏ đánh không? Mời chú Huỳnh Lập với lại chú Ngô Kiến Huy. Bây giờ chú hỏi là bây giờ cái này là mình lấy cái tay mình đánh vô đây đúng không con? Bây giờ mình thay cái tay bằng cái mặt được không? Cái gì mà nó đơn giản được á con, mà độ tuổi khoảng mới đẻ ra làm được là con cứ chỉ cô chú. Ừ. Ok. Đó cơ bản đó. Quy Quy, chị tự hào về em. Bây giờ quý vị sẽ thấy cái thần thái y chang. Thằng bé nó nói đến cơ bản mà sao nó bài bản quá. Bây giờ Lập, chúc em may mắn anh hỗ trợ nghe. Rồi đưa cái micro nè, vô nè. Nè có dùng cùi chỏ đó nghe Lập. Ủa sao nó không có nhịp gì chứ? Em đánh nhau mà mì gõ nhà anh á. Ông muốn gặp gì? Trời ơi. Nó khó lắm luôn á con. Con vuốt lại coi, con vuốt lại nãy con vuốt làm sao? À. À. Ủa kỳ hả? Đúng rồi Huy. Đúng rồi em ơi, hay quá em ơi. Đúng rồi bé. Cái này là bị rối loạn về hành động và hành vi nè. Phải không? Sao vậy? Thưa quý vị, và ngay bây giờ phần trình diễn của MC bé Khang. Nè. Bé Khang làm cái luôn đi. Thôi được rồi anh ơi, lủng cái trống ta hết anh ơi. Anh vô anh cứu vô cái trống không à. Khi mà nghe cái phần trình diễn này em bị trôi dạt.
ít khi nào mà những người trẻ tụi em có dịp được nhìn thấy cái bối cảnh mà Sài Gòn xưa. Hai đứa con hát hay là quá tuyệt vời rồi, ngọt ngào quá rồi. Và âm nhạc đường phố, mà thật sự á, âm nhạc mà ra được tới đường phố là phải là âm nhạc tuyệt vời lắm. Tại vì để cho những người đi đường mà họ dừng lại họ nè, nghe. Ví dụ chị hát câu đi. Người đi ngoài phố, đi luôn thấy chưa? Thấy chưa? Khác liền. Anh là không có được tối xử chị như vậy, phải đứng lại nghe chứ. Chị hát đi em làm cho. Người đi ngoài phố. Ủa, chị hát gì vậy? Khi mà Vũ nói ra cái câu này thì Vũ nghĩ là Khả Như sẽ hết hồn. Cái lý do mà Vũ làm cái tiết mục này là vì Khả Như hết. Ôi nít trời ơi, đừng cho tôi thấy thằng Tèo nữa. Tự nhiên em bị đau lòng á anh Vũ. Và thật sự thì cô nghĩ rằng á, với chú Vũ là đây chắc là một cái hình ảnh cuối cùng con được làm như thế. Con không được làm như vậy nữa. Yes. Con phải tỏa sáng ở một sân khấu nha con. Bé Như, em có nhớ hồi cái tuần trước em nói với anh á, cái lý do em rơm rớm nước mắt, em nói là em không muốn thấy Tèo em ở trong cái hình tượng của một người bán kẹo kéo nữa. Dạ đúng rồi. Đó là lý do anh bắt buộc phải cho Tèo em bước vào một cái bộ đồ vest, mà vẫn phải giữ nó ở một cái sân khấu gần gũi nhất với em nó. Thì chỉ có nhạc bolero đường phố thôi. Xuất sắc. Khả Như đã có những cái lời nói, đã cho anh cái cảm hứng để mà làm cái tiết mục này. Vũ rất là bất ngờ với lại cái khả năng của Tèo em, Nhật Duy. Tại vì Trần Bảo thì mình đã biết cái khả năng hát bolero của em là rất 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 thành thạo rồi. Cái video trên mạng là gần 7 triệu view rồi. Nhưng tuy nhiên Tèo em là con thì hồi giờ con chỉ hát những bài dân ca thôi. Cho nên để hát được cái bài bolero ngày hôm nay là Tấn Bảo đã phải rất cực khổ. Và nói chung là hôm nay hai con làm cho thầy tự hào lắm. Thầy rất tự hào. Hy vọng là mấy con càng ngày sau cái cuộc thi này nữa sẽ càng tiến xa và có một cái tương lai tươi sáng hơn là những cái gì mà mọi người nghĩ. Một cái tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Xin được cảm ơn Tấn Bảo, Nhật Duy. Con ngủ nằm ở cành dài, nằm ở cành dài, mẹ nhớ thương con. Hồi đó hai đứa nhỏ xíu vậy nè, chị em sinh đôi, dễ thương lắm. Mới có mấy tháng à, mà nghĩ cũng kỳ. Sinh đôi gì mà không có đứa nào giống đứa nào hết á. Đứa thì tròn tròn, đứa thì ốm ốm. Rồi cái tự dưng đâu mất tiêu à. Máy bay súng nổ. Mình ơi, Ngọc ơi, Linh ơi, chạy đi, máy dì bay. Dì hai, dì hai, dì hai, bình tĩnh dì hai, bình tĩnh con nè, con nè. Không, không, mà, không có gì hết, qua đây ngồi, qua đây ngồi. Máy bay. Rồi, 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 máy bay đi, máy bay đi rồi. Súng nổ. Rồi, súng rồi, súng hết đạn rồi, không bắn nữa. Không có máy bay. Không, không, máy bay hết xăng, hết bay luôn, nha. Không có súng luôn hả? Không có súng luôn, không có cái gì hết nha. Mà sao nó mất tiêu hai đứa nhỏ rồi? Hai đứa nào? Nó đâu rồi? Ở đây có một mình con nè. Ở đâu rồi? Dì hai. Hả? Có một mình con Lập nè. Lập y tá nè, nhớ không? Lập y tá. Dì hai nhớ rồi. Dạ. Dì hai nhớ rồi. Thiệt tội nghiệp hết sức à. Lúc tỉnh lúc mê mười mấy năm trời rồi, không biết làm sao để cho dì hai nguôi ngoai nữa. Dì hai. Hả? Con hỏi dì hai nha. Ờ. Dì hai biết bữa nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày giỗ của ba sắp nhỏ. Dì hai nói nghe nè. Dọn dẹp bàn thờ xong hết rồi, có mầm trái cây nữa. Trời ơi, giỏi dữ vậy ta. Giỏi chứ sao không giỏi, dì hai giỏi mà. Từ nãy giờ con trong nhà con chuẩn bị xong xuôi hết rồi đó.
thôi giờ nè, dì hai đã dọn dẹp xong hết. Thì bây giờ dì hai ngồi đây chơi đi nha. Cứ ngồi yên ở đây nha. Con đi lên trạm xá, con đi thăm bệnh chút xíu rồi có gì con về nha. Đi lẹ lẹ nha, về nha con. Coi chừng máy bay đó, chừng súng nổ đó. Rồi, rồi con coi chừng mà. Mà con dặn dì hai nè, nếu như mà trời có nắng quá thì vô nhà ngồi, đừng có đi lung tung, người ta bắt lên trạm xá đó. Không, không, dì không có đi đâu hết á. Dạ. Dì ngồi ở đây nè, đi lẹ lẹ dạ, về dạ. với dì nha. Dạ rồi, dạ rồi. Nha, đi lẹ lẹ, coi chừng nha. Coi chừng, coi dạ chừng rồi, dạ rồi, coi chừng mà, dạ. Ừ, ừ. Dì ở đây, ở đây, ở đây vui mà. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ, nằm ở cành dài là nằm ở cành dài, mẹ nhớ thương con. Bố ơi, hai chị em con vừa mới đi học về, sao bố dẫn tụi con đi đâu vậy bố? À, bố đi tìm bạn. Mà cũng không phải nữa, bố đi tìm mẹ cho hai con. Ơ à, dạ. Mẹ con ở ngoài Bắc chứ đâu mà bố tìm à? Khi không bố lại đưa hai chị em con vào đây, con cũng không biết bố đưa chị em con vào đây làm gì nữa. Rồi con sẽ hiểu, đợi bố xíu nha. Dạ thưa bà chị, à, cho tôi hỏi thăm chị hai. Cái ông này ở đâu vậy? Em là chị hai, sáu quốc nè chị hai. Chị hai không nhớ em. Ông ở đâu vô đây vậy nè? Hai con, người này là mẹ, mẹ của hai con đó. Ủa bố nói gì mà kỳ vậy bố? Người này chính là mẹ ruột của con. Thôi đi ông ơi, cái ông này ở đâu tự nhiên vô đây rồi ăn nói lung tung hết trơn. Chị hai à. Chị, mười mấy năm rồi, từ ngày hòa bình lập lại, em về căn cứ cũ tìm chị hai mà không có gặp. Rồi em hỏi hết đồng đội, người ta chỉ ở đâu em đi tìm ở đó. Em nhớ hôm nay là đám giỗ, là ngày anh hai hy sinh. Có lẽ vong hồn. Máy bay tới, súng nổ. Trốn đi con, trốn. Chị hai, chị hai, chị sao vậy chị hai? Máy bay tới, chị hai. Chú, để cho con. Chị hai, bình tĩnh, chị hai, bình tĩnh. Qua đây rồi, dạ, biết rồi. Xuống hết bắn rồi. Nó sợ quá, nó nghỉ bắn rồi nha, đừng sợ nha, chị hai, ngồi xuống nè, bình tĩnh, không có gì hết, nha. Bố, con không hiểu gì hết, mình đi về đi bố. Đúng rồi bố ơi, con sợ lắm, mình đi về đi bố. Các con không được đi đâu cả, hai con phải ở đây, bởi nơi này mới chính là quê hương của hai con. Ngày trước chiến tranh đã rất khốc liệt xảy ra trên mảnh đất này. Mình ơi, mình ơi, mình ở đâu mà con khóc quá trời vậy? Mình ơi, con khóc, mẹ vô đây, mẹ vô đây, mẹ vô đây. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai, gió đưa man mác gợi những âu sầu, đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng đợi đây, gió lạnh lùng mang nỗi
nỗi nhớ. Mẹ già chờ con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Biển sao thế cao, một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa. Trời sao mấy ngàn, một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao xa. Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối em cho tuổi già úp mặt. Thu xưa nhìn lá rơi hoài thương con, mẹ trông con về chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo âu sầu nhớ. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con về. Mẹ ru mà con ngủ, nằm ở cánh dài, nằm ở cánh dài. Mẹ như vâng, thưa quý vị, một tràng pháo tay cho nam ca sĩ Quốc Đài. Cảm ơn anh rất là nhiều đã hỗ trợ cho tiết mục này. Thưa quý vị, ngồi dưới Nguyên Khang cũng rất là xúc động khi theo dõi, và Nguyên Khang có cảm giác như đây là đêm chung kết chứ không phải là đêm bán kết, bởi vì các huấn luyện viên ai cũng diễn hết mình vì học trò của mình cả, cho nên là các con ngày hôm nay thực sự rất là may mắn. Lâu rồi Vũ mới được cơ hội để thấy chị Cẩm Ly ở trên sân khấu. Hôm nay chị thể hiện một cách mà tuyệt vời lắm. Lúc ở dưới đây chị nói với em là em ơi chị lo quá. Đâu? Chị sợ làm múa rìu qua mắt thợ. Mấy người này là chuyên diễn rồi, chị là ca sĩ chứ không phải là diễn viên. Nhưng mà hôm nay chị Ly ơi, chị diễn xuất sắc và rất tuyệt vời, tinh tế. Và cái thần thái của chị hả,
nó hoàn hảo đúng như Vân nói. Tình hồi nãy trong không? Hậu trường á, chị Ly lại nói với Như á, trời ơi chị rung quá, tại chị không có diễn được cái này, không diễn cái mình ở trong mình chuẩn bị tâm lý nha, coi bà diễn hồi giống như bà dằn mặt mình vậy đó. Trời trời ơi, đây và đây cho mắt em bây giờ mờ mờ luôn đỉnh. Tại vì vậy nè chị Cẩm Ly biết sao không, tại vì nếu mà để cái vai diễn này cho tụi em sẽ diễn theo cách khác, bởi vì nhiều năm rồi nó sẽ khác. Nhưng mà với chị là cái sự mộc mạc tinh tế mà nó có khi em nghĩ có khi là tụi em không làm được như chị nữa. Cho nên là ở tiết mục này, ở cái nhân vật này, chị Ly á, là điên tinh tế. Còn nếu mà Ốc diễn vai này Ốc sẽ điên loạn, còn bên đó là điên thiệt. À, và em có cái cảm giác này khi em xem nè, tức là em thấy là chị đang diễn mà có một fanboy kế bên chị nữa đó. Quỳnh Lập là fan Cẩm Ly mà đúng không? Dạ đúng rồi. Đó chính xác luôn. Chị diễn, em diễn với chị mà em cảm giác chị giống như là bị điên thật luôn á, tạo cảm xúc thật cho em luôn, thấy thương lắm. Chị nghiên cứu tâm lý của nhân vật này rất kỹ. Lập bình thường điên là sao em? Bình thường điên là sao? Nè, anh điên là lạ lạng lá lửa. Đây, minh chứng điên. Rồi giờ lên casting nè, casting vai điên nè. Bây giờ casting từng người đi. Casting nha, bây giờ tâm lý vô cùng nhẹ nhàng, đơn giản thôi. Tâm lý đơn giản. Rồi bắt đầu nha. 3, 2, 1, diễn. Tỉnh tới kìa, kìa, có ai không? Dì Hai ơi, dì Hai, bình tĩnh dì Hai ơi. Em ơi. Bình tĩnh đi, mà đừng có hoảng loạn nữa. Thôi mà, hết, không có bài nào nữa, không có bài, hết mấy bài rồi, không có mấy bài. Không có bài đâu. Đi, đi hết rồi nha. Dì Hai ơi, hết mấy bài rồi nghe dì Hai. Thương con quá. Mẹ thương con. Quá khủng khiếp thưa quý vị, với Ốc Thanh Vân một tràng pháo tay cho cô ấy. Cảm ơn Ốc. Em cẩn thận nha, cái bà thứ ba. Bà khủng khiếp lắm đấy. Chương trình ơi, bây giờ em sắp diễn với chị Khả Như, có bảo hiểm nhân thọ gì cho em không ạ? 2, 3, action. Chết thuốc nè. À, chị Spider-Man sẽ đem nặng mụn định cho anh. Trời ơi, chết rồi. Bác sĩ có sao không ạ? Rồi sao mục tiêu ông bác sĩ rồi? Ông bác sĩ của ông Thanh Vân là chỉ biết ngợp thở thôi. Còn ông này là tắt thở luôn. Trời ơi, tôi làm bác sĩ với bệnh nhân này, mấy mốt mới bay ngang thiệt. Cái hello mới bay bữa nay không delay ha. Dạ, một tràng pháo tay cho Khải Như. Thưa quý vị, có thể sắc thái của ba bà mẹ khác nhau. Cảm ơn các anh chị và các bạn. Vâng, chúng ta. Trời ơi, con Hai, sao mày về mày không nói tía mày hay vậy? Rồi có đói không, để vô tía chuẩn bị đồ ăn con ăn nha. Vậy mày đợi tía nghe, sớm sớm đi ra ruộng tía coi có gì tía mang về mình ăn bữa cơm gia đình con nghe. Con nhỏ này mày về không nói tao biết gì hết trơn. Đi vô đi con. Cô hai. Ủa tía, có chuyện gì vậy tía? Chị bay về rồi. Tụi bay vô coi cơm nước sao còn mấy cá khô rồi. Tía chuẩn bị giọng nấu cơm cho nó ăn. Nó về đây nó đói rồi, nó không có gì ăn nữa. Lẹ lên. Tía vô, tía chuẩn bị cơm nước nó ăn rồi đói. Ủa tía,
chị hai gả về nhà chồng được 2 năm rồi mà tía. Đúng rồi tía, chị hai đâu có về đâu tía. Vậy là hai bay nông về hả? Chắc tía nhớ nó, tía mơ thấy nó nữa rồi. Thôi, hai đứa ngủ tiếp đi. Tía ra coi có gì tía câu về cho trưa nay có đồ ăn ngon nha. Ngủ đi nghe, tía ra coi thì sao. Ngày xa rời miền quê, mẹ dối theo nước mắt đôi dòng. Cha sống già buồn đau, thương con khờ lạc bến ra xa. Hai đứng lặng mà đây đi rồi. Con hai vô ăn với tía. Thằng Út qua đây, con ba vô đây, ngồi đợi, ngồi ăn bữa cơm. Trời ơi, tía biết hôm nay nói gì mà. Con hai, ngồi với tía. Hai đứa sao vậy? Cặp chị hai không vào đi. Rồi, trời ơi, múc cơm cho chị hai bay ăn nữa nè. Vợ con hai lâu rồi mới về. Thằng Út, mày nhìn cái gì? Mày cho chị ông, mày múc cho chị hai mày ăn kìa. Con hai, trời ơi, chị xin lỗi con nha. Hôm nay tía không có biết con về sớm, tía đi mừng đồ ăn nó ít quá. Để chút tía vô tía nấu thêm mâm cơm cho con ăn nha. Tía, đâu có chị ai đâu tía. Thương cho chị hai phận thuyền quyên con gái, đổ bến qua sông biết đục hay lành. Xin chúc mừng phần thể hiện của Tuấn Tú, Quỳnh Anh. Một câu chuyện rất là xúc động. Bây giờ thì xin mời phần nhận xét của ca sĩ Cẩm Ly. Xin mời chị. Bản thân cái bài hát nó cũng hay, mà Như được cái là Như dựng cái kịch bản này nó bám sát theo từng cái câu hát, cho nên nó sẽ dễ khiến cho người ta đi vào cái hoàn cảnh này hơn. Còn hôm nay thì chắc có lẽ là lần đầu tiên Ly thấy Huy. Ông già Huy này dễ sợ quá. Rồi đặc biệt là hai con, giọng hát đã ngọt ngào sẵn rồi, con đưa đẩy vào trong cái cốt truyện, và đoạn cuối lại cho một cái đoạn trong ca cổ nhẹ nhẹ nó len vào để nó có một cái kết rất là đẹp. Một tiết mục rất là xúc động, rất là hay. Cảm ơn chị Ly. Anh cũng muốn hỏi Huy, đây có phải là lần đầu em đóng cái vai như thế này trên sân khấu không? Dạ thật ra thì đúng thiệt là tại lần đầu tiên em thử sức ở một cái vai ông lão luôn. Nên mà lúc mà năn nỉ chị Như nói là chị Như ơi trời ơi nổi không, tại vì cái mặt của em vậy mà vô da ông già nó sai lắm nghe. Đâu có, chị thấy nó hợp lắm á em. Trời ơi chị Ly. Xong rồi cái chị Như nói thật ra thì khi mà hai bé muốn là huấn luyện viên sẽ hỗ trợ hết mình cho hai bé thì lúc đó thì Huy cũng nói về Như thì em sẽ cố gắng hết sức, với lại nữa là làm sao đó để mà tụi mình chỉ là những người mà chấp cánh cái cảm xúc của hai bé thôi. Anh ơi, bây giờ cho em qua nhà hai người được không? Sao? Em muốn chọn luôn mà chị Ly không chịu. Tại sao? Ê, tại sao em không vô nữa? Em đừng có ý kiến gì. Tại sao em không gạt? Tại em với lại cô giáo của em có một cái ý kiến nó như lửa với nước vậy đó.
Em cũng vậy luôn. Thôi mình luôn. Vô một đội đi. Vì riêng với gia đình ốc và bụa là thuận tình luôn. Cảm thấy rằng là nếu không gạt là không thể được, cho nên hai đứa cùng gạt. Còn tại sao hai gia đình còn lại lại rối ren như vậy? Chị Ly cứ gieo trong đầu em. Cứ nói là, chịu nói là bình tĩnh Lập ơi, đừng manh động. Bình tĩnh Lập ơi, đừng manh động. Trời ơi, mọi thứ nó quá rõ ràng trước mắt vậy mà không manh động làm sao được. Hai bé hát quá hay. Con ơi, con có khả năng hát tiếng gì khác được không? Ví dụ là tiếng tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng... Bé nó hát như vậy là tiếng Anh là quá giỏi rồi, đòi hỏi quá. Có, sở trường ngoài bài hát tiếng Anh ra con hát được dòng nhạc nào nữa? Có dân ca đương đại hay là mình có hát nhạc bolero, mình có hát nhạc rock được không? Dạ, con hát được nhạc rock và mấy nhạc dancer. Rock kìa chị, rock kìa chị. Nhạc gì, nhạc gì? Nhạc gì con? Và dạ, nhạc mấy nhạc sôi động. Ơi quên, tụi con giới thiệu đi, tụi mình tên gì? Dạ con tên là Ngọc Giàu, năm nay con 9 tuổi. Còn con? Dạ con tên là Văn Minh, năm nay con 11 tuổi. Con là Ngọc Giàu cho nên con hát rất là giàu cảm xúc. Còn con là Văn Minh cho nên là con hát rất là văn minh. Lúc mà bé Văn Minh phiêu đó, chú Vũ nhớ không? Nhắm mắt, hít hơi thẳng lưng, hai tay dang ra như thế này. Trội dõng dạc thật. Ôi cái phong thái của con thiệt là người chú lớn. Chú nghĩ là chú biết lý do tại sao hai đội kia không chọn hai con rồi, là tại vì hai đội này biết là chắc chắn là hai đúng con rồi. Phải thuộc về cô chú thôi. Là tại vì cái màu sắc này là chỉ có cô chú có thể hòa quyện với con, có thể hát. Và chú thích nhất là lúc mà Văn Minh hát á, con rất là đam mê và con cháy bỏng với lại cái ca khúc này. Con hát con không cần biết ai xung quanh đang làm gì, đang nhìn gì hết. Con hát mà con nhìn nè, làm cho chú rất là sướng. Nói chung là chú chào mừng hai đứa vào đội của cô chú. Come here. Cố gắng rồi. Thank you.
đầu. Thưa quý vị, cho đến hiện giờ thôi nha, đây là cặp mà Nguyễn Khang thấy có sự bè phối ăn ý quá là hay luôn. Hát mà nổi da gà luôn á. Rồi, hai cô gái giới thiệu đôi nét về mình. Dạ, con xin kính chào ba vị huấn luyện viên, các quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Hồng Tiên. Còn con? Con xin chào các huấn luyện viên và các khán giả. Con tên là Trần Thị Thu Tuyết. Bây giờ thì hai đội kia không có bấm nút, thì chỉ có mỗi đội này, thì Nguyễn Khang muốn nghe lắng nghe chia sẻ của đội này trước đi, rồi mới mời hai đội kia sao. Hôm nay khi mà chú nghe hai con hát á, đoạn đầu thì chú cũng ok, chú thấy được. Nhưng mà một khi mà hai con đã bè với nhau, chú mới bị hớp hồn ngay. Chú không ngờ là hai con còn trẻ tuổi như vậy mà cái cảm thấu âm nhạc nó lại tốt đến như thế. Để mà bè vừa hòa quyện vừa chắc mà nó lại chạm tới được lòng người. Cho nên là cô chú rất là vui khi mà không có ai khác chọn con hết. Có nghĩa là con về với đội chú rồi đó. Xin mời đội của Khả Như với lại Ngô Kiến Huy. Tôi cảm thấy có cái sự bứt rứt trong đội của mình. Lý do vì sao tôi không biết, vì sao mà không nói ra được. Nói đi Huy, em đại diện em nói đi. Đừng lăng nghĩ đến thế. Bình thường mình cũng hạt ngôn lắm, thì mình chia sẻ ra chút mà. Hai đứa con hát làm cho cô chú câm lặng luôn á con, mà bị cào câu á khẩu á con, bị á khẩu không biết phải làm sao. Không biết chị Ly có chia sẻ gì không? Thích. Giọng của hai con tốt, rất là rất tốt. Cô cũng thấy quắn quýu gì bên đây á, nhưng mà tại vì bên cô bây giờ là cái số lượng của cô nó rất là con nhiều à, cho nên là, và cái màu của con vào chắc con sẽ cạnh tranh với các bạn khác rất là nhiều. Chúc mừng tụi con rất là nhiều. Dạ. Tốt lắm. Sao niềm vui phơi phới, mưa cho đám lúa gieo thanh bình, mưa cho những chú trâu vây mình, mưa cho mẹ già em bé cười đậm tình, mưa trên những nhánh sông mơ màng, mưa trên những lũy tre quanh làng, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá. Con giới thiệu đôi nét về mình đi, con tên gì, đến từ đâu? Con tên là Nguyễn Thị Yến Nhi, năm nay con 11 tuổi. Rất là muốn đón con về với đội của cô, nhưng mà vì trong đội của cô cho đến thời điểm hiện tại á, thì đang cần một màu sắc khác. Tuy là ngày hôm nay tiết mục của con chưa phải là một tiết mục quá xuất sắc, nhưng mà nó cũng rất là tình cảm, rất là ngọt ngào và nhẹ nhàng. Và cái cách mà con trò chuyện với mọi người cũng cho thấy con là một cô bé rất là đáng yêu. Cô cảm thấy rất là có thiện cảm với con. Và cô cũng xin lỗi con vì cô chú chưa chọn con. Con đừng buồn cô chú nha.
cảm ơn cô. Yến Nhi thân mến, nếu như mà con vẫn đam mê ca hát và con yêu thích ca hát thì mình cố gắng mình học thêm với cô giáo thanh nhạc nữa ha. Và năm sau chú tin là con quay trở lại, hứa với chú quay trở lại chương trình này được không? Hai chú cháu mình đập tay nha. Yeah, cảm ơn con rất là nhiều. Nào, bây giờ mình đi xuống dưới ôm các vị huấn luyện viên một cái. Cảm ơn con Yến Nhi. Xin chia buồn với bé Yến Nhi và hẹn gặp lại bé ở những mùa thi sau. Tiếp theo, hãy đến với một cô bé xinh xắn, đáng yêu đến từ vùng đất Tây Nguyên, Lâm Đồng, Phương Nhi. Như miên man đất mẹ ru, lòng ta nỗi đau niềm thương, nắng vẫn vàng trên đường vả gió. Xin chào các huấn luyện viên và toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Chào con, dễ thương quá. Con rất là bản lĩnh. Rất bản lĩnh. Con bước ra đây với một nụ cười mà chú biết là con dĩ nhiên là con buồn, cái đó là điều ai cũng hiểu được. Nhưng mà con rất mạnh mẽ để giữ được nụ cười ở trên khuôn mặt của con. Con phải hiểu rằng là bây giờ đó là cô chú tìm một cái giọng hát để mà thích hợp, để mà bắt cặp. Và hiện tại thì cái dòng nhạc của con là cô chú không có ai để mà có thể ghép con chung được. Cho nên cái đó là cái điều đắn đo của cô chú. Cô chú xin lỗi con. Rất là tiếc. Nhưng mà mình làm quen với nhau nha. Con giới thiệu về mình đi. Dạ, con tên là Phạm Hoàng Phương Nhi. Năm nay con 11 tuổi và con đến từ huyện Di Linh, Lâm Đồng ạ. Wow. Con ơi, cái bài hát của con á, từ cái đoạn mà con chuyển tới giọng thiệt qua giọng gió rất là ngọt nha. Lúc mà cô Như cũng nghe ở dưới, cô nói ủa giọng lạ vậy, bởi vì sao giọng con chuyển rất là hay, con chuyển đi chuyển lại, chuyển đi chuyển lại rất là điêu luyện. Con học hát không hay là con là bản năng con đã như vậy rồi? Không học hát luôn. Là con từ đâu mà con biết cách hát? Dạ là từ ba con chị. Con tập ở nhà với ba hả? Con tập ở nhà với ba. Ba con là giáo viên thanh nhạc hay là ba con là ca sĩ? Dạ ba con là giáo viên dạy toán. Giáo viên dạy toán mà dạy luôn cả thanh nhạc. Why? Chắc ở nhà mê hát karaoke nè. Con không được chọn mà cái phong thái của con làm cho cô cảm thấy tất cả mọi thứ nó nhẹ nhàng lắm anh chị. Nó thấy nhẹ nhàng và cô bé thì đến đây như là một cuộc dạo chơi. Quá bản lĩnh con ơi, một tràng pháo tay nữa dành cho bé. Vậy là giỏi lắm đó. Giỏi. Hôm nay con có bị cảm không vậy? À, con thì không bị cảm nhưng mà có bị hơi đau họng. Tại vì cô nghe cái giọng con nó hôm nay nó sao đó, phải không? Nó không có ổn lắm cho nên là khi con hát cái nó không có được trọn vẹn bài hát lắm đâu. Nhưng mà ở đây ai cũng thích ở con là cái tinh thần mà khi mà mở cửa ra như thế mà cái nụ cười làm mình quan, chị. Chưa chắc mình người lớn mình làm được điều đó đâu nha. Chính xác chị. Chưa chắc mình người lớn mình có được điều đó đâu, mình sẽ rất là buồn luôn. Mà ở đây tuổi con nít mà con rất là hay, con có một cái tinh thần rất là lạc quan. Cô cũng rất là thích. Sao ta? Thôi vì đây thì đây cũng là một cơ hội. Chị Ly ơi. Hả? Cái gì mà cứ chị Ly ơi hoài vậy, nãy giờ em chị thấy em lên sà quần nữa vậy Như. Tại vì chị Ly mỗi lần mà chị nói sao ta như. Chị đứng lên chị kéo váy là tôi thấy có niềm tin chiến thắng. Con ơi, ngoài thể loại con vừa trình bày ra thì con đúng còn rồi. Biết thể loại nhạc nào khác không? Tặng cô chú một hai câu đi. Dân ca đương đại về rock ạ. Rock hả? Rock hả? Wow. Cái gì? Thôi cái bây gì? Giờ hát rock. Hát rock. Chà, hát rock đi. Mình hát rock cho nó khác cái màu hồi nãy đi con. Ồ. Tự tin phải bây giờ hát. Mình quậy tưng bừng lên nè. Mình quậy tưng bừng con lên hát ha. Đoạn điệp khúc của bài Sắc Màu. Wow. Xin mời con. Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình. Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây. Một đêm trong đêm hâu, một vần trăng trôi loa. Một đêm nhớ, nhớ ra ta vô hình. Yeah.
để ý là cái cách nhả chữ của bé này rất là đặc biệt nha, không có lẫn với những cô và bé khác nhấn nhá đó, cái nhịp nhấn rất nhá chắc, cứ lập ơi vậy đó lập. Dạ lập bà. Dạ thôi đón con về đi là... Trời ơi Phương Nhi, cô bé nhỏ nhắn đã thuyết phục được cô Tư Cẩm Ly bằng bản lĩnh tuyệt vời của mình. Còn có cái năng khiếu hay cái sở thích nào khác không? Dạ, ngoài dòng nhạc này thì con còn có thể hát được nhạc quê hương và nhạc dân ca đương đại ạ. Dân gian đương đại đúng không ạ? Rồi, còn con thì sao? Dạ, ngoài dòng nhạc này ra con còn hát được nhạc tiếng Anh, nhạc ballad và nhạc dân ca. À, rồi hai con giới thiệu đôi nét về mình đi, con tên gì? Dạ, con tên là chị Ngọc Minh Anh, năm nay con 9 tuổi. Dạ, con tên là Nguyễn Hải An, con 9 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Các con có phải là bạn với nhau từ trước các không? Các con có biết là nhau không hay là do được bắt cặp thôi? Dạ, được bắt cặp ạ. Vâng. Đều ấy. Xin phép huấn luyện viên tí xíu là có một cái điểm mà rất là khai thác được từ bé Hải An. Là bé Hải An có thể chơi nhạc cụ dân tộc rất tốt. Con đánh được nhạc cụ dân tộc là môn đàn nào ạ? Dạ, đàn bầu. Đàn bầu, bé đánh rất là hay đàn bầu. À, đây là một cái yếu tố mà có thể khai thác ở bé đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì xin mời các vị huấn luyện viên chia sẻ. Nãy giờ là cặp gia đình nhà mèo nè, ít nói nhất á. Dạ, cô muốn hỏi hai bé một điều như thế này. Tức là tại sao mà hai bé lại chọn cái bài hát này? Ai chọn cho con hay là hai con tụi thích? Tụi con muốn thích bài hát này hay là có người chọn bài hát này cho tụi con? Dạ, tụi con thích bài hát này ạ. Tụi con thích bài hát này. Ở trong cái bài hát này nó có một cái tính chất mà cô nghĩ là nếu như mà các con hát một hồi sẽ cảm thấy mình là nhân vật đó. Nó có cái tính kịch ở trong đó. Cô tưởng tượng được hai con nếu như mà mình biểu diễn một tiết mục mà nó lồng ghép cả nhạc kịch vào thì rất là tuyệt vời. Và khi mà nhìn con cái cô nhớ lại tất cả những vai diễn mà cô đã từng diễn, những cái vở nhạc kịch. Hai bé này cô không cảm thấy là một cái sự xuất sắc của giọng hát, nhưng cô cảm thấy được cái lửa trong người của các con. Và cô nghĩ là sẽ nếu như mà được tránh ngay ủng hộ chị mà. Cái này là chú Lập sẽ minh chứng, cô như làm chứng cho cô Như. Bởi vì chú Lập cũng làm việc với cô Như, mà cô Như coi như là trong nhóm nhạc kịch. Mà cái dòng nhạc hồi nãy tụi con mới hát á là nó rất là phù hợp để cho tụi con có thể phát triển từ nhân vật ra giọng hát luôn, chứ không phải là ca sĩ thể hiện cái bài hát đó nữa. Mà nó còn phải là nhân vật thì nó còn phải thể hiện được hết cái hồn của cái bài hát đó. Cho nên là về với đội của cô Khả Như đi. Cô Khả Như cho tụi con vừa diễn kịch mà vừa hát nhạc, vừa là nhân vật, vừa là công chúa. Công chúa luôn. Xin lỗi chút xíu Lập. Em ở giữa, em không bấm. Nếu mà em có ý kiến thì em phải có ý kiến trung lập, chứ em không thể như vậy được. Nếu như mẹ em qua đây cũng rất là phù hợp em, tại vì bên đây cũng rất là khai thác ra cho Lập. Lập ơi, Lập được rồi, thời lượng của hạn về chỗ đi em. Lập ơi, em lật như lật bánh tráng vậy đó Lập. Về với cô, bởi vì như thế này, mình hát thật sự là mình chưa có thể là ở một cái chỗ đông người, mình có thể mình chưa thật sự nổi bật. Nhưng mình có cái biểu diễn của mình, một tiết mục hoành tráng. Cái gì vậy? Trời ơi em ơi, tránh ra cho chị nhạc điện. Thì mình sẽ tuyệt vời. Nên hai con cứ suy nghĩ đi. Đến đây mình làm gì? Mục đích mình trên sân khấu lớn làm gì? Ít ra mình phải có một tiết mục hoành tráng và cho tất cả mọi người nhớ đến mình. Hãy chọn đồ của cô. Cảm ơn các con. Chị mấy con ơi nhớ nha, đội cô chú là đủ hết lĩnh vực luôn. Giới thiệu tụi con được luôn diễn cùng tụi con, được luôn hát cùng tụi con. Từ từ, bây giờ chúng ta nghe đội còn lại sẽ thuyết phục nè. Xin mời đội của chú Vũ và cô Vân. Nếu như mà hai con về đội của cô chú nghĩ là hai con không phải là cái bài hát đó không đâu. Hai con còn nhiều cái tố chất tiềm ẩn ở trong đó mà chưa ai biết được và chưa khai thác được. Mà một khi khai thác sẽ làm mọi người rất là bất ngờ. Cho nên chú đang mong đợi, chú rất là hồi hộp không biết là mình có thể làm gì được cho hai cô bé này, nhưng mà chú đã có một vài ý tưởng sẵn trong đầu rồi. Thế chú Vũ có muốn thử bé này hát thử? Con hát thử cho chú nghe một đoạn được không? Dân ca được không? Con ơi, con khi con hát con hãy nhìn về cô để tạo niềm tin cho cô nha. Hát đi con. Thì con ơi, trời ơi, con ơi, con là phải về đây. Con ơi, nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ cho phép cái đội ở giữa. Dài đội, đúng là dài đội của cô chú, là dài đội của cô chú, là dài đội của cô chú, là con ơi.
Ôi, vậy bây giờ đội thứ ba sẽ lên tiếng. Bây giờ lập giỡn mà. Có không? Giỡn không em? Không, hỏi chị Ly là cái này có quyết định này có thật không? Dạ. Em thấy là hai bé này dòng nhạc nào cũng có thể khai thác được. Tại vì hồi nãy là thấy là nhạc kịch, nhưng mà nếu như mà cái nhạc kịch nó mà kết hợp với lại cái dân ca của các bé nữa, mà dân ca nhạc kịch nó trò còn gì bằng. Hay quá con ơi. Chú thấy điều đó đầu tiên rồi. Tại vì á, dân ca hay nhạc kịch gì cô cũng làm được con à. Diễn xuất là mọi thứ đa di năng là bên đây hết. Dạ thưa các anh chị, chúng ta có thể để cho người phụ nữ ít nói nhất trong đội chúng ta nói vài điều luôn à. Dạ xin mời chị Cẩm Ly chia sẻ đôi điều à. Nhìn kỹ đi nha, đôi giày cũng màu đen, đôi vớ phải có cái sọc thế, váy đen, áo giống nhau và đặc biệt. Và hai cái cục tóc nữa làm cô nhớ ngày xưa cô với cô Tuyết á. Mà khi mà đi hát chung á, là lúc nào cũng phải là cái gì cũng giống y chang hết trơn á. Nhìn rất là dễ thương. Mà đã vậy hồi nãy cô để ý một cái rất là quan trọng. Ở đây ban giám khảo có một người hỏi một cái câu gì đó, làm như một cái sự tương đồng, trả lời đồng thanh và đồng. Đúng là một cái câu trả lời khúc hết với nhau luôn. Và cái điều đó nó rất là quan trọng đối với hai người hát song ca. Tại vì song ca nó có phải hai người nó phải rất là coi như cái ăn ý với nhau thì nó mới là hòa quyện thành một. Thì tụi con có được rất là nhiều cái ưu điểm trong đó. Và cái sự tự tin trên sân khấu, cô chỉ nói như thế thôi. Lưng thôi.
Nút son, hai bạn mặc hai cái áo dài dễ thương lắm. Con tên là Ngô Văn Tuấn Tú, đến từ Bắc Ninh ạ. Dạ. Con tên là Trần Thị Tuyết Mai, năm nay con 12 tuổi và con đến từ thành phố Hải Phòng ạ. Hai cặp huấn luyện viên đã chọn hai con, thì chú muốn lắng nghe gia đình Ngô Kiến Huy và Khải Như chia sẻ. Chào bé trai. Dạ, chào chú. Chào bé gái. Chào chú. Nghiêm túc vô. Cô chú chọn tụi con rất đơn giản thôi. Bởi vì khi chúng ta làm nghệ thuật, chúng ta cần sự đồng. Quy, bớt tạo nét lại, nói chân thành vô. Nói chung là chú rất là thích tụi con. Đặc biệt là hai bé mừng những bộ đồ rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Cái bài hát này á, tụi con hát như tụi con đi chơi. Đúng rồi á. Rất là thoải mái. Cô nhìn thấy được cái sự tự tin của hai bạn. Mà đội của cô chú là tôn trọng sự thoải mái của tụi con. Cô chú muốn tạo cho tụi con không gian để con phát huy. Cô chú không muốn gò bó tụi con như bất kỳ cô cái khuôn khổ nào hết. Với cái chiến lược của mình đó là khi mà các con xóa đến với cô chú á, các con muốn cái gì chỉ cần nói con thích như thế này, con muốn như thế này. Con ho một cái là cô chú biết rồi. Biết. Thì á, cô chú sẽ làm hết sức cho các con để mà các con có thể tỏa sáng hơn nữa. Và cô thật sự á, cô xin dành một tràng pháo tay dành cho hai bạn. Thích lắm, tôi thích cái sự mà cái cô gái này cổ hát điệu nghệ, có chàng trai này rất là ngẫu hứng. Như rất là thích và cô rất là thích cái cách mà các con trình diễn trên sân khấu. Tại quá thích luôn. Ừ. Các con ơi, yêu. Hãy cho cô chú một cái cơ hội được gần tụi con và sáng tạo hơn với tụi con nha. Cảm ơn các con. Đó là gia đình của Ngô Kiến Huy và Khải Như. Cảm ơn. Mời gia đình lui bước. Và xin mời gia đình tiếp theo, gia đình Vân Vũ. Chú phải công nhận là con hát rất là chuẩn. Nhất là con trai nè, Tuấn Tú nè, con nhỏ như vậy mà cái giọng con nó chuẩn và nó sắc nét và nhịp nhàng, tất cả mọi thứ cao độ nó rất ổn định. Rất là háo hức nếu như mà hai đứa được về với đội của cô chú. Tuấn Tú, con mấy tuổi? Dạ con 9 tuổi ạ. Con 9 tuổi, các con có thích em bé không? Dạ có. Đến nhà cô chơi nha, vui lắm. Chú Thu Trang ở đây. Nhưng mà nhà Trang không có đông bằng nhà cô một chuồng. Vui lắm. Đủ thứ trò chơi, mình không cần phải học một cách nó rập khuôn kỹ thuật và mệt mỏi, mình vừa học vừa chơi. Cái gì phải táo bạo? Con cần sự táo bạo, trẻ trung, sôi nổi. Con ơi, nếu con muốn hỏi, nếu các con thành tâm muốn biết, cô chú sẽ thành tâm trả lời. Để trở thành ngôi sao ca nhạc, để trở thành những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao, chúng tôi đại diện cho những nhân vật đầy quyền năng, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Kiến Huy, Khả Như bảo vệ ngôi sao nhí, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Ôi, mỗi lần mình nói này mình không giành được đó nha. Nói tóm lại thì cô chú chỉ muốn là dành tất cả những cái gì mà nó tốt nhất, những cái gì trong mọi cái lĩnh vực của cô chú am tường, thậm chí phía sau lưng cô chú là hơn 4.000 người. Yeah. Hỗ trợ tụi con. Âm thanh ánh sáng 4.000 người luôn hả? Em nói quá cho nhỏ nó tin. Em mình không có chọn nên mình bớt ý kiến lại nè. Em hỏi nên... thôi, em thắc mắc em hỏi thôi. Tụi con chỉ việc hát thôi, mọi thứ còn lại cứ cô thoải chú mái. Tụi con chỉ cần nói tụi con muốn cái gì thôi. Bây giờ thì Nguyễn Kha cũng muốn tham khảo ý kiến của đội, không biết là chị Ly có gợi ý gì không? Thôi tất cả. Trời ơi, vậy mới áp lực chứ không? Cô cũng khen hai đứa hát cái bài này cũng khá là tốt. Ở bé nữ á, con có vẻ như là tự tin nhiều hơn. Cho nên khi con hát á, con diễn mấy cái động tác của con, cô cũng rất là thích luôn. Còn cái cậu bé này nè, không có phải là dở đâu. Nhưng mà tại vì em cũng nhỏ tuổi nữa, với có vẻ như là em ngại ngại, em nhìn đông người quá, cho nên em hơi bị rút vào gì co cụm sợ lại thôi. Chứ nếu mà em này mà vô cái đội nào mà quen rồi là cũng không có vừa đâu nha. Không nên, nếu mà muốn bung thì về đội của anh Huy để anh bung cho coi. Đó, nói chung là bây giờ cô chúc mừng hai con đã có bung hai sự lựa chọn. Về đội nào thì cũng tốt hết rồi. Trời, chị Ly chỉ xinh đẹp, dễ thương. Chị Ly chỉ nói cái gì cũng đúng hết trơn rồi. Thấy thương rồi. Gì đâu á. Rồi. Con ơi, trái tim thôi nha. Bây giờ con hai con. Trái tim hay đâu? Là nghe lý trí. Chị được quá. Đưa chị nha. Bây giờ con ơi, mỗi lần con tập con mỏi mệt, có cô sẽ tấu hài vui vẻ cho con nghe. Con chú nghe cũng làm được nữa, hi hi. Chú, ca sĩ mà trời ơi. Rồi bây giờ thì hai con hãy cho chú biết cái quyết định nha. Nó không chọn là tại mày. Con nghe được rồi, con biết luôn rồi. Trời đất. Vâng. Hả? Đừng để hố lần 5 lần 6 hơn. Con Hải Phòng. Có ai gọi xe cho tôi về trước không?
chứ đau tim quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói thật lớn tên của đội mà hai con sẽ về nha. Xin mời. Ý kiến của hai bọn con là sẽ về đội của huấn luyện viên Ngô Kiến Huy ạ. Ý cảm giác của mình như thế nào? Em thật sự là em muốn đi về liền luôn á, để em bảo toàn cái vinh quang của em. Tại vì em sợ em đi tiếp là em bị nhục. Thôi em nghe cái gì mà dính đến chị Dân là em thấy vui rồi. Hãy dành một tràng pháo tay cho người phụ nữ của chúng ta. Bất cứ thí sinh nào đến từ Hải Phòng thì cô ấy cũng đều không giành được. Dạ. Chúc mừng với một trăm lần vâng. Dạ. Mình thắng làm vua, mình thua mình làm lại, không sao hết. Còn bên đây thắng đừng kêu nè, nghe không? Không, không. Cái cách ăn mừng làm quá là bồng bột luôn. Là làm nói vậy mình góp ý mình nghiêm túc lại nha chị Như.